Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ reaction tiếp phần 2 của I'm Not A Monster do kênh YouTube GHS làm các bạn. Wow, nếu các bạn nào chưa xem phần 1 thì các bạn nhớ xem lại phần 1 để có thể tiếp tục xem phần 2 nha các bạn. Ship đã like video này rồi nha các bạn. Đoạn cuối của phần 1 các bạn. Bobby nè. Bobby. Ôi, từng là một cô gái các bạn. Đây là một trại trẻ mồ côi hả? Stella Mommy. À, Stella nè, là người mà mình nghe trong đoạn ghi âm cuối cùng. Không phải cuối cùng, gần cuối. Stella. À, Bobby mới nhặt được. Còn búp bê các bạn. Trên bàn của Mommy là một thí nghiệm mới, My Newborn Kitten các bạn. Bị nhét vô cái con mèo ong nè các bạn. Ôi. Bây giờ thí nghiệm cuối cùng là chọn cậu bé hoặc là Bobby. Vậy là trong đây là trại trẻ mồ côi của Stella. Mẹ là Stella các bạn. Tất cả những đứa con nít dần dần biến mất mà không biết lý do tại sao. Bobby tưởng tượng cái cảnh mà bạn của mình bị thí nghiệm như vậy thì rất là sợ các bạn. À, vậy là Bobby hy sinh đi trước để cậu bé này ở lại các bạn, bảo vệ cậu bé này. Rồi biến thành một con Bobby nè. Đó là Bobby, Bobby Playtime. Vậy Bobby thường là một người rất là tốt các bạn. À, khúc đầu mà Bobby thấy Huggy với cô chủ như vậy thì Bobby nhớ lại khoảnh khắc trước đó của mình với cậu bé. Wow, sếp hiểu rồi. Vậy là Bobby đã cố gắng cứu người mình yêu thương các bạn nên mới trở thành một con đồ chơi như những người khác. Wow. Nói chung Bobby từng là một người tốt các bạn. Nhưng không biết số phận của cậu bé sau này như thế nào các bạn. Chắc phải đợi phần 3 của câu chuyện này rồi các bạn. Và đây là một câu chuyện fanmade nha các bạn, chứ không phải là cốt truyện thật của game. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video reaction của Ship. Nếu các bạn thích những video của Ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh, cũng như like và share giúp kênh Ship đạt được 900.000 sub, cũng như là 1 triệu sub. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.